Hi, xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy, và em là Minh Huy đây. Thì hôm nay như thường lệ, Minh Huy tiếp tục đưa đến cho quý anh chị khá là nhiều sản phẩm hấp dẫn với mức giá cực kỳ hợp lý quý anh chị nhé. Và quý anh chị ơi, em cũng đã mất rất là nhiều thời gian chuẩn bị video cũng như là lau chùi những sản phẩm một cách nó đẹp đẽ như này, nó bóng loáng đẹp đẽ như này. Thì quý anh chị cũng đừng quên để lại 1-2 giây bấm cho em nút like, nút follow nhé, để em có thêm động lực lau chùi cẩn thận hơn cũng như là ra nhiều video hơn nữa quý anh chị nhé. Ngoài ra, quý anh chị đặt hàng có thể liên hệ số điện thoại em đặt ngay bên góc màn hình đây, 0933 600 386 quý anh chị nhé. Rồi thì hôm nay em lên cho quý anh chị một số mẫu đến từ nhà Samsung, như là Samsung Galaxy Note FE, Note 9, S22 5G, S21 5G, S20 FE, điện thoại gập của hãng LG, cùng với đó một số mẫu khác nhé. Camera được quay bởi Samsung Galaxy S22 5G, và em sẽ cố gắng trong một cái video em sẽ quay bằng một cái máy khác nhau quý anh chị nhé. Rồi thì đầu tiên em giới thiệu quý anh chị một con S21 nhá, và hướng dẫn quý anh chị là cách dán cái màn hình điện thoại mà không may nó bị xước nhá. Đầu tiên S21 thì có một cái cấu hình ngon rồi, con này cụm cam sau cực kỳ là chắc chắn và lực lưỡng này, quý anh chị thấy ạ, đấy, cam sau rất là ngon nhé cả nhà nhá. Cam chính thì độ phân giải lên đến là xx megapixel, nói chung là cam cụm dòng này thì mình cũng không có gì để bàn cãi cả. Vân tay trong màn hình nhạy nhá, máy móc ngon lành. Hôm trước em vừa bán những con này thì ngoại hình nó gọi là cấn phẩy cả nhà nhá, viền nó cấn phẩy như hình này nhá, quay thì nó cũng hơi gọi là hơi cấn chút viền, nhưng mà chức năng thì ngon lành, máy móc thì mượt mà quý anh chị nhé. Em lên cho quý anh chị con này này, màn hình thì đánh giá là tương đối đẹp thôi, bảo đẹp 100% mày chưa nhưng tương đối đẹp thôi, và màn hình cũng có gọi là xước lông mèo nhá, xước lông mèo này, cái đường này gọi là xước lông mèo quý anh chị nhé. Thì sau đây em sẽ dán cái màn hình cho nó hết cái xước này luôn quý anh chị nhé, hết xước này luôn. Thì em chia sẻ với quý anh chị một chút, thì sau đây em sẽ kéo cái máy quay ra nhé. Em kéo máy quay ra một chút để em chia sẻ quý anh chị cách dán cái màn hình này để mà gọi là hết sạch cái xước lông mèo luôn quý anh chị nhé. Rồi quý anh chị để em giây lát. Đây thì em sẽ tạm dịch cái máy quay qua bên này nhá. Đây là một con S21 này. Thì đầu tiên đấy, việc đầu tiên cần làm là mình phải lau sạch cái màn hình trước quý anh chị nhá. Thật ra những dòng máy mà phổ thông như là Note 9, S21, S20 hoặc là S22 5G, những dòng máy phổ thông em có sẵn dán màn và ốp lưng em sẽ dán và tặng miễn phí cho quý anh chị nhá. Tất nhiên là những cái tình trạng xước sát mà có trên máy thì em cũng báo luôn cho quý anh chị, có video cho quý anh chị dễ nhìn thấy này. Đấy, con này có xước lông mèo như hình nhá cả nhà nhá. Em đã lau qua màn hình gọi là tương đối sạch rồi, sẽ lau lại một lần nữa sạch hẳn nhá. Gọi là con này thì em lên video em hướng dẫn cả nhà cách dán thôi, cách dán màn hình làm sao để cho những cái vết xước lông mèo như thế này nó biến mất quý anh chị nhá. Rồi thì đây là cái vết xước lông mèo này này, và em sẽ dùng một cái tăm bé xíu này để em chấm một chút cái nước thần thánh này nhá, một cái dung dịch thần thánh và nhà nào cũng có nhá. Em sẽ đố quý anh chị biết đây là cái gì nhá, em chấm cái gì lên ngay màn hình này. Em sẽ chấm một chút nước thần thánh này vào đấy, nhà nào cũng có nhá, nhà nào cũng có cái nước thần thánh này đấy, và đố anh chị biết cái nước thần thánh này là nước gì quý anh chị nhá. Một chút thôi đấy, chấm một chút thôi, chỗ nào xước chấm vào một chút đấy, rồi thế là ok rồi quý anh chị nhá. Đấy, chấm vào một ít thôi. Rồi sau đây là cái miếng dán màn hình, thì quý anh chị lấy ra nó sẽ có đánh số là 1, 2, 3, 4, mình bóc cái số 1 ra trước, số 1 là lớp bảo vệ phía sau nhá. Mình đặt gá tạm lên cái màn hình, làm sao để cho nó đều khoảng 90% là được. Đấy, đặt lên màn hình nhá cho nó đều quý anh chị ạ, thì định hình được trên cái tấm màn hình này luôn. Rồi đã định hình được rồi, được chưa? Đã định hình được rồi thì mình sẽ bóc cái miếng số 2 nhá. Số 1 mình dán rồi, mình sẽ bóc miếng số 2 nhá, bóc miếng số 2. Thật ra thì dán cường lực nó dễ rất là nhiều, dán cường lực sẽ che cái vết xước đi rất là dễ. Nhưng mà dán bằng cái PPF này thì khó hơn quý chị nhá. Đấy, em cũng lần đầu tiên em thử thôi, nhưng mà em tin là cái này dán sẽ là mất luôn cái vết xước cho quý anh chị thoải mái luôn quý anh chị nhá. Rồi tiếp tục nào, đây nữa này. Đấy, cái này thì em sẽ dùng một cái mặt phẳng nhé, mặt phẳng em tận dụng cái lưng vỡ của nút FE này. Đấy, lưng vỡ nút FE nhé, em tận dụng một cái mặt thật là phẳng để làm gì, để mà rê cái ấy này. Rồi sau khi rê xong thì sẽ được một cái màn hình nó đẹp như thế này nhá. Em sẽ bóc cái lớp bên ngoài đi, bên ngoài này sẽ có một cái lớp bảo vệ nữa. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa, quý anh chị thấy vết xước ở đâu nữa không ạ? Không đúng không, đẹp, gọi là đẹp, rất là đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn, dán quá là đẳng cấp cả nhá. Rồi thì đố quý anh chị biết cái nước thần thánh em chấm vào là cái gì và cái đấy có ảnh hưởng gì đến máy không, thì một lát em sẽ chia sẻ sau nhá. Thì như trước này thì em để quý anh chị mức giá là 6,6 triệu thôi. Bình thường em bán nếu mà máy đẹp ấy thì là đẹp, nói chung là máy cũ đẹp thì nó tầm 7,2 triệu quý anh chị ạ, 7,2 triệu, nhưng mà đây là em mới để quý anh chị 6,6 triệu thôi, cũng là có sạc cáp ốp dán đầy đủ rồi và miễn ship toàn quốc quý anh chị nhá. Quý anh chị ở đây, đây là ốp lưng này tặng kèm luôn quý anh chị nhá, lắp vào thì
lại đẹp đúng không ạ, và giá nó lại rẻ. Đẹp chưa, rất ok nhá, rất ưng luôn. Con này giá để cho quý anh chị bao nhiêu ạ? 6 triệu 6 thôi đấy, vân tay một chạm nhá. Đấy, màn hình này dán rất là đẹp rồi. Tất nhiên là khi mà màn hình dán này có hai mạnh khác nhau thì nó sẽ có một chút cái đường hằn ở giữa một chút, mà dùng vài hôm nó sẽ hết nhá. Rồi ok, tiếp tục đến với chiếc máy tiếp theo nào. Đây là con Samsung Galaxy S20 FE. Rồi, video hôm nay dài mà hướng dẫn dán hơi lâu nhá, quý chị thông cảm giúp em nhá. Bấm cho em nút like, nút follow để em Huy chia sẻ thêm cho quý chị. Con này là S20 FE nhá, con này sẽ chạy con chip là Qualcomm Snapdragon 865 Plus, dung lượng RAM là 6.128 nhá, máy móc mượt mà ngon lành. Giá 5.2 triệu, miễn phí ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi thanh toán tặng trả góp nhanh nhá. Con này thì máy móc zin đét này, màn hình con này cũng đẹp, không làm mố, không có xước sát gì luôn quý chị nhá. Rất là ok và ngon trong tầm tiền. Khung viền em đánh giá tổng quan là còn đẹp cả nhá. Trong tầm giá này thì chạy con chip này cũng rất là ngon. Viền thì có gọi là chấm một chút thôi, một hai cái chấm chút chút thôi, cấn bé bé viền thôi, không ảnh hưởng gì cả nhá, rất là bé thôi. Đấy, màn hình tần số quét là 120Hz nhá. Con máy này thì dùng rất là mượt mà. Email con này là bao nhiêu? Là 3718 nhá, giá 5.2 triệu thôi. Đấy. Tiếp tục giới thiệu cho quý anh chị con máy khác đi. Chứ thế này thì cũng nhiều máy cao cấp quá rồi. Tiếp tục giới thiệu cho quý anh chị một con Samsung Galaxy Note 9 nhá. Chiếc này thì giá của nó là bao nhiêu? 3.990.000 đồng thôi. Con này email là bao nhiêu? Là 6601 quý anh chị nhá. RAM 6 bổ nhớ 128, chạy 2 SIM 2 sóng. Thật ra thì Note 9 là cấu hình nó ngon quý anh chị ạ. Thứ nhất là mình mua một con máy ngày xưa nó là 20 triệu, 30 triệu. Bây giờ nó còn có loanh quanh là 3 4 triệu thôi, thì nó mình được thứ nhất là một cái cấu hình nó ngon này. Rất là ngon, cấu hình hiện tại vẫn ngon mà dùng mượt mà. Thứ hai nữa là một cái màn hình độ nét lên đến 2K nhá. Màn hình con này là màn hình 2K cộng quý anh chị ạ, 2K cộng rất là sắc nét, và màn hình cong tràn hai bên này. Đấy, màn hình thì trắng đẹp. Đấy, không làm mố, không phân màu gì quý anh chị nhá. Tùy chiếc, nói chung là chiếc nào em sẽ báo rõ chiếc đấy cho quý anh chị luôn. Cái đây có những màu sắc như sau: màu trắng này, màu xanh này, màu xanh sẽ như thế này nhá, màu trắng màu xanh này, màu tím sẽ như thế này, màu titan này, màu trắng này, màu xanh này, màu tím này, màu titan này, đấy, và màu đen nữa cho quý anh chị lựa chọn nhé. Ngoài ra còn có màu nâu đất nữa này, đấy, và màu đen nữa cả nhá. Có rất là nhiều màu, quý anh chị chọn màu gì em cũng có. Tầm giá thì rất là nhiều tầm giá, từ 3-4 triệu cũng có, mà 2-3 triệu cũng có quý anh chị nhá, rất là nhiều mức giá khác nhau. Đấy, em giới thiệu qua một chút cho quý anh chị dễ lựa chọn. Con màu trắng nữa rồi, đây con này giá là 3990 nhá. Con này thì nói thật với quý chị là lưng đẹp này, khung viền đẹp nhá, bút pen đầy đủ hết nhá, có điều kiện từ xa vẽ viết bình thường. Màn hình con này thì cũng gọi là tương đối đẹp nhá. Thật ra thì nếu mà kỹ tính quá thì như em này, em sẽ đánh giá là màn hình con này là tương đối đẹp. Còn nếu mà như quý anh chị một cách bình thường nhìn vào thì màn hình thế này là đẹp rồi nhá, đẹp rồi, không làm mố gì rồi, nhưng mà em đánh giá là tương đối đẹp thôi. Nếu mà mình soi thật là kỹ thì nó vẫn có đôi chút xíu phân màu rất bé thôi, nhưng mà mình nhìn không thấy được. Note 9 này thì màn zin em sẽ bán giá khác nhé, màn ép kính sẽ bán giá khác, rẻ hơn 500.000. Tiếp tục này, với con Note 9 này, con này là giá 4.2 triệu. Lưng đẹp này, zin rất đẹp này nhá. Máy thì con nào sửa chữa thay thế gì em sẽ báo sửa chữa thay thế, còn không thì sẽ là máy zin. Đấy, như con này thì máy móc ok nhá, tổng quan đẹp này, có gọi là chấm chút viền thôi. Thật ra máy cũ thì cũng nhiều chiếc nó bị gọi là đôi tí chấm bé bé ở viền. Có những chiếc viền đẹp thì rẻ đắt hơn, giá là 200.000 nữa là 4.4 triệu. Còn những chiếc này là 4.2 triệu thôi. Email là 2719 nhé, RAM 6.128. Con này thì em đánh giá là màn hình cũng đẹp, không là mố, không có phân màu gì nhá, mà rất đẹp. Đấy, em đánh giá máy thì rất là kỹ càng và tiêu chuẩn máy cao cho quý anh chị nhá. Con này thì giá là 4.2 triệu, email là 2719 thôi. Note 9 có cam sau là cam chính là bao nhiêu? Cam sau cam chính 12 chấm, cam kép vân tay một chạm thôi, máy móc mượt mà, phía trước có mống mắt nữa. Những con máy zin rất là hiếm trên thị trường quý anh chị nhá. Và để mua những con máy này thì khá là khó, nên quý anh chị hãy cân nhắc nhá, cân nhắc trước khi lựa chọn đặt hàng quý anh chị nhá. Và những con này thì em cam kết cho quý anh chị sử dụng thoải mái, lỗi đội trong 10 ngày đầu, bảo hành 3 tháng. Cho quý anh chị yên tâm nhá, và tặng ốp lưng dán màn, và tặng cho quý anh chị là sạc nhanh nữa, sạc cấp nhanh nữa, miễn phí ship toàn quốc luôn. Đây cũng là một cái màu khá là đẹp này, màu này là màu bạc nhá, gọi màu bạc mà là màu đúng là màu silver đấy ạ, màu bạc rất là đẹp. Ông A ông ấy nhá, giá là 3.890.000 đồng. Email là 7045, RAM 6/128 nhá, máy 2 SIM 2 sóng. Khung viền này cạnh dưới còn tương đối đẹp nhá, có vẻ nhẹ nhẹ ở đây. Đấy. Tổng quan cạnh bên còn tương đối đẹp này, cạnh trên cũng còn tương đối đẹp nhá, nói chung khung viền cũng có cấn phẩy nhẹ. Con này giá là 3.890.000 đồng, email là 7045 nhá. Màn hình thì không có xước đâu ạ, màn hình thì cũng tương đối đẹp thôi, gọi là có phân màu siêu nhẹ nhá. Con này để quý anh chị mức giá là 3.890.000 đồng, cực kỳ đẹp nhá, mức giá lại hợp lý. Tiếp tục nữa là một con Samsung Note 9 tiếp, con này thì giá là 3.990.000 đồng, email là 3391 nhá. Con này thì chạy 2 SIM 2 sóng. Con này
IMEI 391 đúng rồi, 3.990.000 đồng. RAM sẽ là 6, bộ nhớ là 128, cũng là màu silver đẹp, rất đẹp nhá. Khung viền cạnh dưới còn đẹp này, cạnh bên cũng là đẹp nhá, có cái siêu viền này, đấy. Nói chung là nhiều máy còn siêu viền lắm quý anh chị ạ. Cạnh trên này cũng còn đẹp nhá, cạnh bên cũng còn đẹp, con này tổng quan là còn đẹp nhá. Màn hình con này thì em đánh giá cũng là tương đối là đẹp nhá. Những con mà em bảo là tương đối là đẹp là cũng là đẹp đấy cả nhà, là màn hình đẹp rồi, mình những người dùng bình thường mình nhìn không ra được. Nhưng mà như em thợ test máy kỹ thì em báo, thật ra không báo khách không biết đâu. Nhưng mà báo thì nó cũng gọi là cho khách mua với mức giá rẻ hơn. Email là 3391 nhá, giá là 3.990.000 đồng. Tiếp tục nè, một con Note 9, con này thì bản RAM 8, bộ nhớ ROM 512GB. Con này màu xanh nhá. Thật ra thì bản RAM 8 ROM 512 thì sẽ có màu xanh và màu tím là hai màu phổ biến trên thị trường. Con này lấy giá 3.580.000 đồng. Email là 9338 quý chị nhá, hai SIM. Bản 512 thì đắt hơn bản 128, giá khoảng 400-500.000 đồng quý chị nhá. Thì con này thì kính trước đẹp này, khung viền cũng còn tương đối là đẹp cả nhá, có phẩy chút viền. Đấy, còn tổng quan khá là đẹp, kính cũng còn đẹp cả nhá. Màn hình con này thì cũng tương đối là đẹp, dường như không ám hố gì, nhưng mà có một cái chấm bé bé ở bên này cả nhá. Có chấm rất bé bên này. Và giá con này là bao nhiêu? Là 3.580.000 đồng nhá. Bạn 512GB quý anh chị lưu ý nhá. Máy 2 SIM 2 sóng, email là 9338. Quý anh chị đặt hàng lên thì em huy trực tiếp 0933 600386 nhá. Gọi điện trực tiếp để mà đặt hàng một cách nhanh nhất và tiện lợi nhất quý anh chị nhá. Còn quý anh chị cũng có thể là đặt hàng qua Zalo 0933 600386. Tiếp tục đến một em Note 9 nữa này. Em này thì máy màu tím này nhá, máy màu tím rất đẹp luôn. Con này thì lưng rất đẹp nhá, lưng rất đẹp này. Email là 3224. Con này thì máy zin đẹp, màn hình đẹp không màu ám gì. Giá là 4.1 triệu thôi. RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Màn hình này, kính thì cũng đẹp, không có xước nhá. Màn hình cũng đẹp, không màu ám, không phân màu gì, rất rất đẹp nhá. Hai SIM hai sóng hết rồi. Con này thì khung viền cạnh trên cũng còn tương đối đẹp, cạnh bên thì còn đẹp. Cạnh dưới cũng còn đẹp nhá, cạnh bên này cũng còn tương đối đẹp, nhưng mà có cấn này, cấn viền nhá. Có phẩy ở đây nên nó rẻ hơn so với những con viền đẹp khoảng 300.000. Lý do là vì thế quý anh chị nhá. Tất nhiên là màn hình nó vẫn đẹp, không làm mối gì rồi. Đấy. Tiếp tục em giới thiệu cho quý anh chị một con nữa, đây là Note FE nhá. Note FE thì con này giá là 2.2 triệu thôi. Tình trạng lưng này là lưng mới này, lưng thay mới này. Email là 4876 nhá. Giá 2.2 triệu. Khung viền thì cạnh trên rất đẹp nhá, cạnh bên rất đẹp, cạnh dưới cũng còn rất rất là đẹp. Máy đẹp như mới vậy. Và lưng này lưng cũng là lưng thay mới nhá. Kính này kính cũng còn rất đẹp nhá, nhưng mà có một cái vết xước lông mèo ở đây nhá, có một vết xước lông mèo ở đây. Anh chị mà dán màn hình thì em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cho một tí nước thần thánh vào để dán rất là đẹp luôn nhá. Đây như con này này. Đây là sản phẩm S21 em vừa dán lúc nãy này, rất đẹp cả nhá, dán xong rất đẹp luôn này. Đấy, con này giá 6.6 triệu ấy quý anh chị nhá. RAM sẽ là 8, bộ nhớ con này là bao nhiêu ạ? 256GB. Chạy rất là thoải mái nhá, màn hình tương đối là đẹp nhá. Đấy, cho quý anh chị xem này. Đấy, giá 6.6 triệu thôi, RAM 8, bộ nhớ 256. Chạy con chip thì nó là 2100, nó tương đương với con chip Qualcomm Snapdragon 888. Thì 888 chơi game cũng rất là thoải mái rồi. Con này thì màn hình đẹp, không màu ám, không phân màu gì quý chị nhé. Chỉ xước lông mèo chút chút này thôi. Giá con này em để quý chị là 2.2 triệu nhé. Note FE email là 4876. Tiếp tục với một con Note FE nữa nhé. Con này giá là 1.850.000 quý anh chị ạ. Con này cũng là máy thay lưng mới cả nhá, máy thay lưng mới. Giá 1.850.000. Nhiều anh chị sẽ hỏi em là tại sao máy cọ này lại báo thay lưng làm gì. Máy cọ nó thật với quý anh chị, con này là máy cọ trên thị trường rồi, nhưng mà em vẫn báo nhá, ép kính thay lưng vẫn báo cho quý anh chị. Thoải mái được chưa ạ? Con này là lưng thay nhá, nhưng mà thay rất là đẹp, rất là khít này. Đấy, lưng thay mà vẫn là lưng thay loại tốt, cao cấp trên thị trường. Con này thì màn hình nó có phân màu như hình nhá, giá là 1.850.000 thôi. Khung viền còn tương đối là đẹp. Đấy, màn hình thì có phân màu như hình cả nhá, có phân màu như hình. Thì quý anh chị xem qua sẽ thấy là trên video sẽ là khá là rõ để nhìn rồi. Nên là quý anh chị cứ yên tâm là cứ như thế này thôi nhá. Mình dùng rất là bình thường. Dung lượng RAM con này là 4.64 nhá. Máy móc rất là mượt mà, màn hình 5:7. Độ phân giải màn hình lên đến là 2K cộng quý anh chị nhá. Màn hình 2K chạy rất là mượt mà. Đây con này là máy zin này. Giá là 2.5 triệu quý anh chị nhá, 2.5 triệu. EK này là máy ép kính rồi nhá. RAM 4.64 này. Email là 9277. Con này giá 2.5 triệu thì được là 2.5 triệu là tầm giá của màn hình đẹp rồi. Đấy, con này màn hình cũng là màn hình đẹp nhá. Màn hình đẹp ép kính thì này, quý anh chị nhìn qua này, cái kính ép thì cũng rất là đẹp nhá. Kính ép zin đẹp này, không có một cái bụi bọt phồng rộp gì hết, cho quý anh chị yên tâm sử dụng nhá. Nói chung là bên em chọn đơn vị ép kính thì cũng rất là uy tín, chứ cũng không phải là dễ nhìn đâu. Mình nhìn qua video thì không biết được là máy ép kính hay chưa quý anh chị ạ. Đấy, mình dùng thực tế cũng không biết được. Con này để quý chị 2.5 triệu, màn đẹp không màu ám gì. Email là 9277.
Thật ra thì nói thật với quý anh chị luôn là đi nhập về thì có hàng này hàng kia, hàng vỡ hàng lành. Mình không thể mà mình lấy hàng này mình bỏ hàng kia được. Tại vì ai cũng phải bán hàng đấy cả nhà. Đầu hàng người ta cũng phải bán hàng chứ, vậy mỗi mình em phải bán hàng quý anh chị nhá. Nên là có sao em báo vậy luôn, hàng thế nào thì về thế đấy. Con này thì giá 2 triệu 6 này, email là 2587, RAM 4 64 nhá. Con này chạy một sim, máy zin này, kính trước zin đẹp nhá. Nói chung là con này thì máy zin đét luôn cả nhà. Con này màn hình thì em đánh giá là cũng là còn tương đối là đẹp cả nhá. Màn hình em định giá 2 triệu 6, email là 2587. 2 triệu 6 cũng là một mức giá hợp lý rồi. Con này màn hình là tương đối đẹp nhá. Tất nhiên là dùng lâu nó cũng có phân màu nhẹ thôi. Phân màu rất là nhẹ. Con này thì nói thật với quý anh chị ra mắt từ 2017 18 rồi. Thì mình bây giờ nó cũng là 7 năm rồi, 6 7 năm rồi. Thì đâu? Đúng rồi, tầm khoảng là 5 năm, 5 6 năm là chuẩn. Dạ, nhưng mà máy móc vẫn là mượt mà nhá, dùng ngon lành, vân tay một chạm này, test full hết, có cảm biến mống mắt ở đây này, cam trước ngon lành này, cam sau cũng sắc nét nữa, RAM 4 64 nhá, giá 2 triệu 6 thôi, dùng rất là mượt mà. S Pen thì sự lợi dụng ok la hết, và máy máy móc đầy đủ S Pen nhá, tặng sạc cắp nhanh và miễn ship toàn quốc. Nói chung là những cái dòng nốt thì luôn luôn để cho anh chị em hoài niệm rất nhiều quý anh chị em nhá. 2 triệu 6 thôi, email là 2587. Tiếp tục với một em nữa, con này thì cũng là máy zin đét này, được chưa? Quý anh chị nhìn qua này, thấy cái kính đẹp chưa? Kính rất là đẹp nhá. Kính đẹp luôn. Lưng đẹp này, đấy, máy zin đét này rất là hiếm. Con này thì giá là 2 triệu 2, email là 3823. Khung viền cạnh trên đẹp, cạnh bên cũng còn đẹp, cạnh dưới còn tương đối là đẹp, cạnh bên này cũng còn tương đối đẹp nhá. Màn hình con này thì cũng có phân màu quý anh chị ạ, có phân màu như hình nhá. Tổng quan với mức giá tầm 2 triệu 2 mà có một con máy như thế này dùng đầy đủ sạc cáp nhanh, miễn phí ship toàn quốc rồi thì quý anh chị cứ yên tâm sử dụng thôi. RAM 4 64 nhé, email là 3823, nốt FE nhé. À, đến với một sản phẩm khác đi quý anh chị ạ. Đây là một sản phẩm đến từ Samsung, có tên là Samsung S10 Plus. Thì em còn đúng một con màn đốm rồi. Con này thì lưng đẹp này, khung viền còn tương đối đẹp, nhưng cũng có cấn nhé. Khung viền có cấn nhé, có cấn móp chút khung viền. Kính trước thì còn khá là đẹp. À, em sẽ mở cho quý anh chị xem màn hình nhá. Màn hình thì đây có một cái đốm ở đây cả nhá, giá là 3 triệu mốt thôi, tặng sạc cáp ốp dán đầy đủ và miễn ship toàn quốc quý anh chị nhá, 3 triệu mốt thôi. Mật khẩu màn hình thì lát em đặt lại cài đặt gốc nhá, tại vì em quên mật khẩu rồi. Cái này em thu của khách mà, lấy lại khách, ngày xưa khách mua bên em thì em mua lại khách và bán lại cho quý anh chị luôn. Giá để quý anh chị là 3 triệu mốt quý anh chị nhá, có một con duy nhất thôi nên là cũng không đánh mây làm gì cả, không đánh email vào. Tiếp tục với một con Note 9 quý anh chị nhá. Con này giá 4 triệu 2 này, lưng cực kỳ đẹp luôn, email là 8341 nha. RAM 6 bộ nhớ 128. Màu đồng cũng là một cái màu nhiều anh chị lựa chọn nhá. Khi mà chọn cho mình con Note 9 thì màu đồng cũng là một cái màu nhiều anh chị thích. Con này màn hình thì cũng đẹp, không ố ám, không có phân màu gì quý anh chị nhá. Màn hình rất là ok. Đấy, máy móc thì ngon lành, đấy, kính kiếp đẹp, này kính zin nhá, máy zin nhá. Nói chung là con nào sửa thì em sẽ báo đấy thôi, còn không sửa thì em không báo gì cả. Con này thì cho quý anh chị xem này. Khung viền thì nó hơi cấn chút quý anh chị ạ, hơi cấn viền chút nên là giá nó rẻ đi khá là nhiều. Rẻ đi khoảng 200.000 đồng. Quý anh chị thích máy đẹp hơn thì thêm 200.000 thôi, là 4 triệu tư là có máy đẹp hơn rồi. Email là 8341 nhá. 2 SIM 2 sóng RAM 6 bộ nhớ 128 này. Đấy, máy móc rất đẹp nhá. Cái màu này rất là nhiều anh chị thích nhưng mà số lượng nó cũng có hạn đấy quý anh chị ạ. À, không không có nhiều. Đấy. Tiếp tục với một con Note 9 nữa này. Con này thì màn đốm quý anh chị nhá. Giá là 2780, đợt trước em nhớ là em nhập vào nó cũng là sim và cao hơn giá này. Con này của lô cũ thì em để cho quý anh chị là mức giá là cắt lỗ rồi, bắt đầu cắt lỗ rồi thì giá là 2.780.000 đồng, email là 6333 nhá. Đợt này Note 9 đây em về mức giá cũng rất là tốt, hợp lý nữa. RAM 6 bộ nhớ 128 này, lưng cũng còn tương đối đẹp, có xước lông mèo ở lưng này. À, vân tay đấy cũng đấy có xước đấy nhưng mà vẫn cảm ứng bình thường nha. Cạnh trên thì cũng còn tương đối đẹp, viền góc thì có cấn. Tổng quan máy thì như em giới thiệu thôi. Đấy, khung viền có cấn này, màn hình thì kính không có xước sát gì, nhưng mà màn hình thì có đốm ở đây cả nhá. Đấy, tổng quan tấm nền thì khá là đẹp nhưng mà có đốm ở đây. Mức giá em để cho quý anh chị là 2.780, đã gồm sạc cáp ốp dán đầy đủ hết cả nhá và miễn ship toàn quốc. Giữa cân nhắc lựa chọn giữa bán online và bán offline ấy thì em quyết định bán online. Thật ra nói thật với quý anh chị, bây giờ thì để xây dựng một cái thương hiệu online rất là khó trên thị trường nên là không ai giải gì mà lại làm nó xấu đi cả. Thứ nhất là như thế, thứ hai nữa là quý anh chị cứ yên tâm là bên em báo hàng, bán hàng sẽ chuẩn. Ngoài ra thì cái giá so với cửa hàng offline nó cũng tốt hơn khoảng 10%. Và thứ hai nữa là miễn ship toàn quốc, em miễn ship cho quý anh chị, hỗ trợ quý khách hàng tận tình luôn, miễn ship toàn quốc, tặng ốp lưng dán màn đầy đủ hết thì quý anh chị cũng tiết kiệm được vài 300.000. Nhiều khi mình đi đường các thứ thì đi mua hàng các thứ thì nó cũng có những cái rủi ro tiềm ẩn ngoài đường nên là mình cũng đỡ được một phần, và quan trọng nhất là mình đỡ được thời gian. Mình xem video chịu khó xem kỹ kỹ giúp em. Như con này email thì chưa rõ này, giá là 2680 nhá. 2680 thì em mở email cho quý anh chị xem.
Đây em mở email nhé, sao thăng 06 thăng này. Email là 5828 nhé. Con này giá là bao nhiêu ạ? Giá là 2680 thôi. Xin lỗi anh chị, em vừa nghe cái điện thoại nhé. Nói chung là con này dũng bình thường thôi. Ốp lưng dán màn các thứ thì đều hết cả nhá. Ốp lưng dán màn miễn ship, sạc cáp nhanh nữa. Sạc cáp nhanh bên em cũng là sạc cáp loại chuẩn, quý anh chị yên tâm dùng nhá. Màn hình con này thì cũng còn tương đối là đẹp. Có đốm ở đây cả nhá. Đốm đây thì cũng nói chung là so với mức giá rẻ hơn được tầm vài triệu thì mình cũng chấp nhận đi, vui vẻ nhé cả nhá. Cam cụm các chức năng bình thường. Note 9 này nó có loa kép với cả nhà nha. Loa kép đấy ạ, loa kép này. Đấy, nộ bùm 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 kiểu kiểu đấy. Loa kép thì cho âm thanh nghe hay hơn, dùng nó cũng vui vẻ hơn cả nhà nhá. Ở đây là hai cái máy nắp gập này, nắp gập nhà LG thì còn mấy chiếc này em bán luôn cho quý anh chị nhá. Giá là 680 một chiếc, tặng cho quý anh chị là sạc cáp đấy. Sạc cáp này giá 280 một chiếc ạ. Xin lỗi cả nhà là 680 một chiếc nhá. Máy thì vừa cảm ứng lại vừa bàn phím cả nhà nhá. Bàn phím dưới vẫn dùng được, cảm ứng thì ok, tình trạng máy thì cũ theo thời gian thôi. Pin bụng em đánh giá là nó cũng ok. Đấy, pin chờ được, nghe gọi ok là. Máy thì có tiếng Hàn và tiếng Anh thì đang dùng tiếng Anh rồi. Đấy, trên phần Android đang chạy là Android 4.4 cỡ đấy cả nhà nhá. Thì mình dùng vẫn rất là bình thường. Đâu rồi nhỉ? Cho em software này, đấy phần mềm này. Android 5.1.1 nhá, cũng là cài được tất cả các phần mềm bây giờ đang thịnh hành rồi. Máy móc thì dùng mượt mà, ngon lành cho quý anh chị được chưa? So với tầm tiền nhá, mức giá là 680 thôi, miễn phí ship toàn quốc tặng sạc cáp cho quý anh chị. Thì máy thì máy cũ này nhá, máy cũ thôi, ngoại hình thì tất nhiên nó sẽ cũ thời gian rồi. Đấy, nhưng mà được cái rất là hay, chạy Android nhá, vừa cảm ứng vừa bàn phím được. Những con này thì em sẽ hạn chế bảo hành hơn một chút thì quý anh chị thông cảm giúp em như thế. Đấy, lỗ đội 10 ngày, bảo hành 3 tháng cho quý anh chị, tặng sạc cáp cũng như là miễn phí ship nhỉ. Bán hàng thì nói chung là em nghĩ chế độ hậu mãi mình càng ngày cũng càng hoàn thiện hơn. Tiếp tục là một con máy email là 2108 giá 4.1 triệu nhá. Con này RAM 6 bộ nhớ 128 anh chị nha. Con này thì tên là Note 9 này. 4.1 triệu thôi, email là 2108. Khung viền thì tổng quan em đánh giá là cũng còn tương đối đẹp nhưng mà có phẩy một chút ở đây nhá. Giá 4.1 triệu, lý do là trừ 300.000. 300.000 của cái khung viền bị cấn ở đây này. Đấy, nên tự nhiên cấn tí để mất 300.000 nhá. Máy cũ thì nói thật với quý anh chị là để mà đẹp keng thì nó không có nhiều. 100 con sẽ lọc được khoảng 20 con đẹp keng, em bán giá 44. Phẩy như này thì cũng có số lượng. Đấy, nhưng mà bán giá 41. Thay khung thì 200.000 thôi. 180-200.000 là có khung mới tinh rồi. Email 2108 nhá. Nhưng mà thật ra cấn phẩy tí thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Máy móc ngon lành là được, được chưa? 4.2 triệu có ngay một em Note 9 email là 9278 này, con này hay ở chỗ là 512GB. 4.2 triệu thôi. Con này thật ra thì em định giá xong em cũng ngờ ngợ tại sao lại định giá nó lại tốt như vậy. Nhưng mà mình cùng tìm hiểu nhá. Đầu tiên là 4.2 triệu này, email là 9278, RAM 8 bộ nhớ 512. Về các bạn thấy lưng đẹp này, lưng zin đẹp đấy chứ. Này, khung viền cũng còn thế này cũng còn là đẹp cả nhá. Đây, có cấn một chút viền ở đây này. Đấy, cả nhá, có cấn chút viền ở đây thôi. Thì con này tính ra giá ấy, thì nó là 4.8 triệu, trừ đi khung viền đây mất khoảng 3 lít đi là còn 4.5 triệu. Còn lại mấy trăm nghìn ở đâu ra thì em không biết. Kính có xước không nhỉ? Kính con này thì có xước một chút ở đây. Đấy, đúng rồi. Kính có xước một chút ở đây nhá. Thì mình trừ đi tiền kính nữa là trừ thêm từ 300 tiền khung, trừ thêm 300 tiền kính ở 600. Đấy, kính này xước này thì cũng ok nhá, dán PPF thì cũng đẹp đấy. Con này để cho quý anh chị mức giá là 4.2 triệu, email là 9278 ạ nhá. RAM 8 bộ nhớ 512GB. Đấy, màn hình thì cũng là đẹp cả nhá. Đấy, hấp dẫn chưa ạ? Quá hấp dẫn luôn đúng không ạ? Mua bán cái này thì vui vẻ rồi, chứ cũng không có vấn đề gì cả. 4.2 triệu lại có một em nữa, con này Note 9 này email là 0985, RAM 6 bộ nhớ 128, máy 2 SIM 2 sóng nhá. Note 9 này thì máy bạn Hàn cả nhà, bạn Hàn chạy chip Exynos thì lên 2 SIM 2 sóng ok. Ngon ơ quý anh chị nhá. Lên 2 SIM ngon ơ luôn. Email là 0985 này, khung viền thì còn đẹp cả nhà nhá. Các cạnh khung viền em đánh giá là cũng đẹp đấy. Cũng ra gì đấy. Kính màn hình cũng đẹp đấy. Lưng đẹp chưa ạ? Máy móc ngon lành được chưa? Màn hình con này em đánh giá là cũng là màn hình đẹp cả nhá. Mức giá thì hấp dẫn rồi, 4.2 triệu, email là 0985. Đấy. Tại sao con này đẹp đẹp mà lại giá nó lại thế này nhỉ? Hơi lạ lạ nha. 4.3 triệu này, thật ra 4.3 triệu với 4.2 triệu, hai con này ngoại hình nó đẹp như nhau đấy ạ. Giá lệch nhau 100.000, em thì cũng chưa tìm hiểu kỹ tại sao. Con này thì khung viền đẹp, kính đẹp này, lưng đẹp, vân tay sức nhẹ tí nhá. Hai con này thì cũng là ngang ngang tiền nhau, 4243 thôi. Email là 6049 quý anh chị nhá. Rồi thì đến bây giờ thì cũng còn con này thì vậy. Con này chắc em chưa lên nhỉ. Em chia sẻ một chút là cái hỗn hợp dung dịch chấm vào màn hình ấy là cái dầu ăn nhá. Cái dầu ăn bình thường mình vẫn dùng hàng ngày đấy.
nhà nào cũng có. Thứ hai nữa là gì ạ? Cái tiếp tục là con S22 5G này, con này giá 8 triệu 3 nhá. Máy móc thì màn hình đẹp, không u ám, không phân màu gì. Được chưa? Màn hình đẹp nhá. Kính đẹp này, không xước sát gì, mua vẫn được tặng ốp lưng dán màn, các thứ đầy đủ hết. Máy Zinet ngon lành nha. Con này chạy chip 8 Gen 1 thì rất là mạnh mẽ và tuyệt vời rồi. Đấy, email là 1130 nhá, RAM 8 bộ nhớ 256 chip 8 Gen 1 nữa, máy cầm rất là ngọn, vuông vức và chặt tay, giá 8 triệu 3 quý anh chị nhá. Con này có nhược điểm duy nhất là pin nó là 3700, nó cũng vừa vừa dùng. Còn là chip khỏe, máy mượt mà. Ok cả nhà nhá, cam ngon. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Minh Huy. Quý anh chị đừng quên bấm nút like, nút follow nhé, để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa. Và chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe, năm mới bình an, xem video vui vẻ. Thân chào và hẹn gặp lại. Bye bye.